Bộ Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tuần tra kiểm soát và phát hiện nhóm 3 người đàn ông tuổi từ 40 đến 51 cùng trú tại địa phương có hành vi tụ tập đánh bài ăn tiền ngay trong thời điểm giãn cách xã hội. Theo đó, chiều ngày 8 tháng 8, trong quá trình tuần tra nhắc nhở nhân dân trên địa bàn, Công an phường Tân Chính phát hiện tại ngôi nhà của hộ ông Nguyễn Quang Mày nằm trong kiệt 76 đường Hoàng Hoa Thám có 3 người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài tứ sắc. Tại thời điểm bắt quả tang, ông Mai thừa nhận vì dịch bệnh rảnh rỗi không có việc làm nên rủ hai người hàng xóm sang chơi bài để giải trí ăn thua bằng tiền. Đáng nói hơn, đang trong thời điểm giãn cách xã hội, những người này vẫn tụ tập không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng chống dịch. Hiện vụ việc đã được công an phường lập hồ sơ xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.